Các hợp tác xã đang tìm cách thay đổi phương thức khoán và làm vụ sen canh. Hợp tác xã An Lưu của thằng Yên Lộc năng suất đạt hơn 3 tấn rưỡi một hecta nhờ thay đổi cách khoán đấy. Còn hợp tác xã Hồng Vân của thằng Vĩnh Hòa làm vụ sen canh thu gần 90 tấn ngô khô. Bữa cơm nào xã viên cũng được ăn cá nhờ khoán cho các hộ xã viên biết tận dụng ao nhà mình để nuôi cá đấy. Thế huyện Thạch Sơn các cậu tính sao đây? Bí thư vừa có nói, có thể có một số hợp tác xã đang thay đổi phương thức khoán mà bí thư chưa phát hiện ra. Thế nhỡ ở Thạch Sơn có những hợp tác xã như vậy thì sao ạ? Cậu nói đùa hay nói thật đấy? Huyện em có hợp tác xã Mạc Sơn, vụ mùa vừa rồi cũng tìm cách giao khoán cho đội tổ tự quản lấy công việc. Nhưng có lẽ vì chưa bàn bạc kỹ trước khi làm nên đôi lúc rối như gà mắc tóc. Thế mà vụ mùa vừa rồi năng suất cũng cao hơn hẳn các vụ trước đấy. Công điểm từ 6 lạng 3 một công lên đến tận 1 cân 3 một công, coi như là gấp đôi. Họ làm giấu làm giếm với nhau nên chúng em không biết. Mãi gần đây nghe nhiều người xì xào, chúng em xuống kiểm tra thì đúng là như vậy ạ. Cậu xuống nhà bếp báo cho tớ 2 suất cơm. Ăn xong cậu dẫn tớ xuống hợp tác xã Mạc Sơn hỏi xem khoán kiểu gì mà trông chéo lộn xộn. Nhân tố mới đấy, các cậu phải quan tâm chỉ đạo để nó đi đúng hướng, đừng để thui chột, cũng đừng để nó lung tung. Cậu sao thế? Bảo đi báo cơm lại còn ngồi đây. Dạ vâng vâng, em đi báo cơm ngay ạ. Dạ, đã về chưa bí thư? Ăn cơm trưa ở đây, rồi đi xuống xã luôn. Có việc gì mà bí thư thay đổi đột ngột thế ạ? Ở Thạch Sơn cũng có một xã đang tìm cách thay đổi cách khoán cậu ạ. Phải xuống tận nơi xem sao. Đúng là chị Lê nói chẳng sai. Ăn cũng hợp tác xã, ngủ cũng hợp tác xã, nói mê cũng hợp tác xã. Chị có ngạc nhiên khi tay lịch thay đổi 180 độ không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tay này xưa nay sống thủ đoạn lắm. Chắc chắn hắn đang tính toán gì đây? Tính toán gì thì mặc anh ta. Trước mắt anh ta đang bàn tính làm vụ sen canh có lợi cho dân thì có ủng hộ hết lòng đã. Thì ủng hộ thôi, nhưng phải cảnh giác, không thì dễ mắc lừa anh ta lắm chị ạ. Không khéo anh mắc bệnh cảnh giác quá, nhìn đâu cũng thấy địch. Chào đồng chí bí thư. Xin lỗi các đồng chí, tôi có chút việc nên chào đến bác. Chậm. Chào các cụ ạ. Mọi người chưa đến đủ ạ. Còn thiếu anh Lấu ạ. Mời đồng chí bí thư. Thế sao anh Ngọ không đánh kẻng cho mọi người đi họp mà lại để người đi trước người đi sau thế? Tôi mà đánh kẻng xã viên người ta lại tưởng là đánh kẻng đi làm ạ. Chào các bác. Mày đi đâu mà lề mề thế? Còn vợ em nó phân công là nấu cơm sáng cho mấy đứa ăn đi học, chờ chúng nó ra khỏi nhà mới đi được. Thế vợ mày đi đâu mà phải để mày nấu cơm sáng? Nó ra ngoài ruộng phần trăm từ lúc gà còn chưa gáy ấy. Chả hiểu mày đấy có cái gì mà cứ hở giờ nào lại ra ngoài đấy. Mọi người đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu họp nhá. Trước khi vào họp, tôi xin giới thiệu với các đồng chí. Đồng chí bí thư huyện ủy hôm nay về dự sinh hoạt cùng với chi bộ chúng ta. Đề nghị các đồng chí hoan hô. Cảm ơn các đồng chí. Xin các đồng chí cứ coi tôi như người nhà cho tiện ạ. Tôi xin phép được điều khiển cuộc họp hôm nay. Đề nghị các đồng chí cử cho một đồng chí thư ký. Tôi xin đề cử đồng chí Dậu. Các đồng chí đồng ý không ạ? Nhất trí. Hôm nay chi bộ họp bất thường để bàn về việc làm vụ sen canh. Đây là lần đầu tiên hợp tác xã chúng ta tiến hành làm như thế này. Vì vậy, đề nghị các đồng chí thảo luận, góp ý để có một vụ sen canh thắng lợi. Xin mời đồng chí Lịch, chủ nhiệm hợp tác xã, trình bày kế hoạch cụ thể để chi bộ xem xét. Xin mời đồng chí Lịch. Dạ vâng.
Thưa các đồng chí, trước khi trình bày kế hoạch sản xuất vụ sen canh, là ban chủ nhiệm chúng tôi xin tự phê bình trước cả chi bộ. Mong các đồng chí chân thành góp ý để chúng tôi sửa chữa, rút kinh nghiệm nhằm chỉ đạo vụ sen canh thu được thắng lợi. Tại sao có cái mục tự phê bình của ban quản trị thế? Việc này tôi đã trao đổi với đồng chí bí thư chi bộ. Để tiến hành tốt việc chỉ đạo vụ sen canh, ban quản trị chúng tôi đã kiểm điểm những ưu khuyết điểm của mình trong quá trình chỉ đạo sản xuất để rút ra những bài học nhằm khắc phục những thiếu sót. Đồng chí Lịch cũng trao đổi với tôi về chuyện này, nhưng tôi lại quên không báo cáo với các đồng chí trước lúc vào cuộc họp. Đề nghị đồng chí Lịch nói tiếp ạ. Dạ vâng. Thưa các đồng chí, vừa qua ban quản trị chúng tôi đã họp kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo sản xuất của hợp tác xã. Về ưu điểm, ban quản trị đã bảo đảm được kế hoạch sản xuất của từng vụ, bảo đảm ngày công của xã viên và hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước, cân đối sản phẩm, bảo đảm sự công bằng, khiến xã viên đoàn kết, yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy còn những thiếu sót. Trước hết, do trình độ bị hạn chế, nên việc điều hành, chỉ đạo sản xuất chưa tốt, dẫn đến để năng suất cây trồng giảm sút, ngày công của xã viên thấp, tác phong còn quan liêu, chưa bám sát với đồng ruộng. Từng nơi, từng lúc, còn phó thác công việc cho xã viên, thiếu kiểm tra đôn đốc, dẫn đến xã viên làm dối, làm ẩu, không đúng với kỹ thuật. Chúng tôi xin nghiêm khắc tự phê bình trước chi bộ. Và xin hứa tới đây, nghĩa là trước mắt vụ sen canh sẽ ra sức khắc phục những khuyết điểm trên để đưa hợp tác xã của chúng ta tiến lên. Phần kiểm điểm của ban quản trị như thế là đầy đủ. Ban quản trị chỉ đạo sản xuất ra sao thì không nói ai cũng nắm được rồi. Đề nghị đồng chí Lịch trình bày kế hoạch làm vụ sen canh như thế nào để chi bộ nghe và góp ý thêm. Dạ vâng. Kính thưa các đồng chí, tôi xin được trình bày kế hoạch làm vụ sen canh. Thứ nhất là về mặt tinh thần, chúng ta cần phải phát động một phong trào thi đua thật là rầm rộ hưởng ứng vụ sản xuất sen canh. Sẽ cho chi đoàn thanh niên vẽ khẩu hiệu treo khắp nơi để tăng cường khí thế của bà con. Nếu cần ấy, sẽ cho các cháu thiếu nhi đi cổ động hô hào khẩu hiệu để tạo ra một khí thế thật là rầm rộ trước lúc ra quần. Làm gì mà quan trọng thế? Sao lại không? Đây là lần đầu tiên chúng ta làm vụ sen canh, nhất định phải thu được thắng lợi để làm đà cho các vụ sau. Hơn nữa, đây là một chủ trương lớn, rất sáng suốt của huyện ủy, nên phải để cho bà con thấy sự quan tâm của trên. Tôi xin cải chính. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy nhằm khắc phục nạn đói giáp hạt, chứ không phải là chủ trương lớn, chủ trương bé gì của huyện ủy đâu. Các đồng chí cứ bàn bạc thoải mái, làm sao để vụ sen canh đạt được thắng lợi, khắc phục được nạn đói giáp hạt đang đe dọa đời sống của bà con xã viên. Đồng chí chủ nhiệm cứ trình bày ý kiến của mình, đừng quan tâm đến sự có mặt của tôi. Dạ vâng. Tôi xin phép được trình bày tiếp ạ. Ban quản trị đã bàn bạc và nhận thấy vì đây là vụ sen canh đầu tiên, giống má chưa có, thời gian lại gấp gáp, mà chúng ta lại mầy mò tìm cách khoán này, khoán nọ. Chúng tôi sợ